Thưa quý vị, từ lâu nay thì thưởng trà đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam và nó càng trở nên đặc biệt hơn mỗi khi mà dịp Tết đến xuân về. Nếu như mà trước đây trà xanh, trà mạn là dòng trà chủ đạo thì giờ đây thị trường Việt Nam đã sản xuất rất nhiều các dòng trà khác nhau để có thể phục vụ nhiều phân khúc và thị hiếu của khách hàng. Trong đó thì dòng trà hoa với hương vị nhẹ nhàng, thơm nồng hương hoa đã nhận được sự đón nhận của người tiêu dùng. Vâng, và trong các sản phẩm từ trà hoa hồng, sản phẩm trà hoa hồng sấy lạnh là một trong những sản phẩm mà được ưa chuộng nhất bởi hương vị thơm ngon cùng với mùi hương thì cũng rất là độc đáo. Tại xã thôn Thọ Lão, Quang Hưng, huyện Phù Cừ của tỉnh Hưng Yên thì người dân nơi đây đã sáng tạo và sản xuất ra loại trà hoa hồng trên công nghệ sấy lạnh rất hiện đại, vừa hỗ trợ cải thiện cho sức khỏe của người tiêu dùng nhưng lại nâng cao giá trị cho nông sản của Việt Nam. Hoa hồng, hoa cúc, long nhãn, táo đỏ, kỳ tử là năm vị chủ đạo trong xét trà hoa hồng. Trong đó, hoa hồng sấy lạnh là thành phần chính với công dụng hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm căng thẳng, cải thiện làn da và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là sản phẩm của nông dân Vũ Hồng Ngân tại thôn Thọ Lão, Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Những bông hoa hồng sấy lạnh này được ông Ngân thu hái từ vùng nguyên liệu, được trồng theo phương thức an toàn. Phân bón được ủ từ cá và ủ từ những trái cam để đảm bảo chất lượng cao nhất cho những bông hồng này. Phân bón ấy chỉ chăm bón toàn bằng hữu cơ thôi. Có nghĩa là từ phân chuồng hoai mục này, phân gà và phân và mùn cưa để mình trộn lẫn vào với nhau để mình bón. Đấy, bón. Còn thì tưới phân thì là mình tưới toàn có nước cá này. Và nước cá mới lại nước cam ủ đấy. Đấy là rất chi là tốt. Mà bông của nó rất chi là đẹp. Cái chùm bông của nó là đạt được như về mùa xuân thì đạt được tới bằng 50 bông, 45 đến 50 bông của một chùm. À, mùi thơm của nó thì là thơm, mùi thơm tự nhiên. Thay vì phơi sấy thông thường, tại đây hoa hồng được sấy bằng công nghệ sấy lạnh để làm khô. Phương pháp sấy này không chỉ giúp giữ được tinh chất trong hoa hồng ở mức cao nhất mà còn khiến hoa hồng khô bảo quản được lâu hơn. Hương vị nhờ đó cũng trọn vẹn hơn. Phương pháp chế biến sâu bông hoa hồng như thế này đã giúp giá trị của chúng tăng từ 10 đến 15 lần ở mức 1,5 triệu đồng 1 kg. Rồi qua cái sản phẩm máy sấy lạnh thì nó giữ được tất cả các loại nguyên liệu và cái chất lượng của cái hoa. Nó không mất đi các cái chất của cái trong cái hoa đó. Cho nên là uống và sử dụng rất an toàn thực phẩm. Từ cái sản phẩm bình thường thì nó chuyển sang nâng cấp lên là cao cấp, thì đương nhiên là cái giá trị của sản phẩm sẽ cao lên. Đấy, hoa hồng mà tươi thì mình chỉ bán được có mấy chục nghìn ký thôi, nhưng hoa hồng khô đã có thể lên đến bán xỉ là đã đến 900.000 một ký, 1 triệu một ký, nhưng mà đến người tiêu dùng nó có thể lên đến 1,5 triệu một ký. Thế nên là cái giá trị sản phẩm rất cao. Với nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cùng công nghệ sản xuất hiện đại, năm 2022, sản phẩm trà hoa hồng sấy lạnh của ông Vũ Hồng Ngân đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận OCOP 3 sao. Với chứng nhận này, sản phẩm trà hoa hồng đã được khẳng định về chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và được người tiêu dùng đón nhận nhiều hơn. Từ lúc qua là được nhận OCOP của cái hoa hồng, thì người tiêu dùng rất tin tưởng và sử dụng cái hoa hồng khô để uống làm trà và nước hoa hồng để dưỡng da là rất có uy tín và bán được rất nhiều trên thị trường của cả nước. Ngoài hoa hồng sấy, hoa hồng còn được chế biến tạo ra sản phẩm nước hoa hồng và bột hoa hồng sấy lạnh với công dụng chăm sóc sắc đẹp. Cùng với đó là nhiều sản phẩm chế biến sâu nông sản khác như long nhãn đạt chứng nhận OCOP 3 sao, trà hoa cúc sấy lạnh, mật ong hoa nhãn, hạt sen hay những dòng sản phẩm tinh chế như tinh bột nghệ, tinh bột tam thất. Những sản phẩm này vừa giúp gia tăng giá trị cho nông sản bản địa, vừa là thức quà biếu dân dã, truyền thống và ý nghĩa trong dịp Tết đến xuân về. Vâng, và xem xong phóng sự vừa rồi thì chắc chắn là chúng ta thấy rằng trà hoa hồng sấy lạnh không chỉ là hấp dẫn về hương vị đâu, mà màu sắc cũng còn rất bắt mắt và rực rỡ nữa và rất phù hợp với không khí đầu xuân năm mới, đúng không ạ? Vâng, và để bàn luận kỹ hơn về loại trà này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay nhà báo Hoàng Trọng Thủy, nguyên tổng biên tập tạp chí Nông Thôn Mới. Xin được cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, xin chào biên tập viên, chào vâng, quý khán giả. Vâng, và câu hỏi đầu tiên thì tôi cũng muốn hỏi nhà báo Hoàng Trọng Thủy là không biết là nhà báo cảm nhận như thế nào về cái loại trà hoa hồng sấy lạnh này ạ?
Khi mà đã nói đến trà thì người ta phải tìm bốn cách để mà người ta biết nhận diện về nó và thưởng thức nó. Một đấy là vị, hai là hương, ba là màu sắc của nước. Và cái bốn nữa thì nó có hợp với lại cái sức khỏe của mình hay không. Thế thì nếu như mà chúng ta thấy ở cái trà hoa hồng này, thì chúng ta biết thế ngoài đời thì đỉnh nhất thì vị của nó thì rất là à, vị thì người ta chưa biết đến. Cơ mà hương của nó thì ai làm, nó là chúa tể rồi. Thế rồi là cái màu của nó là chúa tể rồi. Thế còn bây giờ là cái vị như thế nào? Mà bây giờ lại quá trà thì cái đầu tiên nó đã gợi mở cho người ta cần phải tìm đến và thậm chí là phải thử. Và nếu như tốt thì người ta sẽ mua lâu dài. Và đến cái màu của nó thì chúng ta thấy là màu trà thì thường nó đều là cái màu xanh, màu vàng xanh, nó như là cái kiểu vàng chanh ấy. Chứ mà khi mà chúng ta pha cái trà hoa hồng này thì chúng ta thấy là nó lên một cái vàng nâu và nó có một cái ánh hồng. Như vậy là cộng cái yếu tố vị và cái màu đó thì nó lại gợi cho người ta một cái gì ấm áp ở trong cái mùa xuân này. Đặc biệt là đối với trẻ, cái giới trẻ thì người ta như vậy là luôn đi tìm cái mới. Và khi mà được uống những cái trà này ở trong các quán mùa đông này, cái tính ấm của nó thì người ta lại thấy nó vui hơn. Vâng ạ. Chúng ta thấy là rõ ràng trên thị trường rất là nhiều những loại trà khác nhau và cũng có rất nhiều những dòng trà độc đáo. Vậy thì theo nhà báo Hoàng Trọng Thủy, với trà hoa hồng thì đâu sẽ là yếu tố khiến loại trà này được ưng chuộng? Bởi lẽ thì như là trong phóng sự vừa rồi chúng tôi ghi nhận thì cũng rất là nhiều khách hàng họ tỏ ra là thích thú và càng ngày càng ưng chuộng hơn loại trà này ạ. À, trước hết chúng ta thấy nó ưa chuộng nằm ở giới nào? Việc đầu tiên là giới trẻ. Thứ hai là những cái người mà còn ở trung niên. Thế còn như vậy là người già thì người ta lại thích uống trà Thái Nguyên. Nhưng may, rất may là tôi cũng đã từng được uống cái trà này ở quán thì tôi có cảm nhận nó mấy cái như thế này. Cái thứ nhất đấy là cái trà hoa hồng này thì nó được rất nhiều cái thành phần hỗ trợ vào. Kỳ tử này, ví dụ như hoa cúc thêm vào này, long nhãn này. Những cái thứ đó nó cộng vào cơ mà cái nguyên liệu chủ lực của nó thì nó vẫn là trà hoa hồng. Mà chúng ta thấy là khi mà người thưởng trà thường nghĩ đến vị, đến hương, đến màu thì cái này thì nó lại có thêm một chữ nữa. Đó là chữ dưỡng. Bởi vì có kỳ tử, có long nhãn thì đương nhiên là uống vào thì chúng ta thấy là cái mà đặc biệt là cái mùa này cảm lạnh thì người ta có cảm giác như nó ấm hơn. Và nếu như là những người mà đi ở ngoài đường về thì người ta cho tí gừng vào hoặc là cho tí đường phèn vào, hoặc là người ta uống với mật ong. Thì tôi nói như vậy là nếu mà buổi tối mà uống với lại mật ong thì cái cơn ngủ nó rất ngon. Như vậy là cái sự sáng tạo của cái chủ nhân để làm ra cái này thì tôi cho là nó có thêm cái chữ dưỡng. Thế mà nó lại rất phù hợp với lại giai đoạn hiện nay là chúng ta biết gì? Sau Covid, con người tìm đi du lịch ở cái vùng núi để tìm đến cái sự thuần khiết. Nhưng người ta cũng muốn tiêu dùng những cái loại gì đó mà nó quá có lợi cho mặt sức khỏe. Đó chính là những cái đặc biệt của nó. Và tôi cho là cái loại trà này đã đáp ứng và ra đời đúng vào trong cái hoàn cảnh này. À, vâng, thưa nhà báo Hoàng Trọng Thủy, là để đạt được cái chứng nhận OCOP 3 sao thì rõ ràng là nó không chỉ làm cho người mua yên tâm về cái mặt là nó sẽ đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà cái việc mà chúng ta đạt OCOP 3 sao thì theo nhà báo Hoàng Trọng Thủy là nó sẽ có cái cách tiếp cận dễ hơn với thị trường như thế nào ạ? Trước hết là trong cái bán hàng và trong người đi mua hàng, người ta phải biết được cái sản phẩm. Và nếu như mà người ta tiếp cận với một cái sản phẩm nó mới, thứ hai là người ta lại biết được tính năng tác dụng, thế rồi là người ta biết được như vậy là cái nguồn gốc của nó ở đâu, tại sao nó lại mới như thế này, thì như vậy là nó có tính chất lan tỏa. Nó tính chất lan tỏa. Và nhờ cái biết đấy người ta mới đến tìm hiểu. Tôi cho đó là cái đầu tiên trong cái việc phát triển của thị trường. Cái thứ hai nữa là bây giờ dựa trên cái nền tảng công nghệ số thì gần như là các cái sản phẩm mà đã được đưa ra trong thị trường mà những cái cơ sở sản xuất lớn thì người ta dựa trên cái nền tảng đó người ta quảng bá. Vậy thì người ta tìm hiểu qua những cái sản phẩm, qua những cái trang điện tử ấy thì người ta có thể biết được thành phần của nó ra, tác dụng nó như thế nào và mình nó có phù hợp không. Và khi đến đó thì sẽ bắt đầu người ta đã lựa chọn. Như vậy là cái khâu thứ hai, nó có cái tính chất rộng rãi hơn và người ta sâu hơn. Và anh nào càng chất lượng cao thì cái sức thuyết phục của nó lại càng tốt bấy nhiêu. Cái thứ ba của cái sản phẩm 3 sao nữa thì chúng ta biết đấy là cái xã hội bây giờ đang bị cuốn vào cái tiêu dùng nhanh. Đặc biệt là cái giới trẻ sinh từ năm 1997 mà cho đến như vậy là khoảng 2012 chẳng hạn. Thì cái lứa tuổi đó gần như là ở trong tiêu dùng, nó làm chủ ở trong gia đình.
Vậy thì như vậy là những cái cuộc cái là hội họp đi picnic rồi là ngồi với nhau trong những cái lúc đi xem văn nghệ về thì người ta vào những cái quán đấy nó khuấy động. Thứ hai nữa là nó cuốn hút những con người. Vậy thì cái giới trẻ đó nó đang như là cái kiểu hạt nhân của trong tiêu dùng bắt đầu nó lan ra các cái đối tượng khác. Và đôi khi người ta vui hơn khi nhìn thấy cái lớp trẻ tiêu dùng. Và chắc chắn là người ta sẽ tìm hiểu là vì sao nó như vậy. Và mình hãy bước chân vào một cái thị trường đó là sao. Rõ ràng là một cái sản phẩm ô cốp mà lại được giới trẻ nó khuấy động lên. Nó tiêu dùng nhiều. Thì cái tầm ảnh hưởng nó lan tỏa đến các cái giới khác thì nó rộn ràng lên. Thì tôi nghĩ là tôi cũng phải uống một thôi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Hoàng Trọng Thủy.